Gấu ơi, đứng ra đây. Đây là hoa hồng bồng bồng. Đứng ra đây bố chị. Không ai ơi, ở trong kia có hồng mà. Đâu, hoa hồng đâu? Hoa hồng ở trong kia. Đây là cây gì? Không biết. Đây là cây hoa gì? Cây hoa cam. Trả lời lại, cây hoa hồng, đây là cây hoa gì? Trả lời lại, cây hoa hồng, đây là cây hoa gì? Nào ra đây bố hỏi tiếp. Thế cái cây này là cây hoa gì? Đây này, đây hoa này. Hoa hồng à chị Ninh? Thế chị Ninh biết cây hoa gì đây không? Đây là Đây, cây bọ cây. Mấy cái con gì đấy? À, con bọ xít. Đây này. Đây này. Đây. Đây là cây bọ xít mà. Nó đẻ trứng như này. Đây là con bọ xít nha chưa? Đấy, con bọ xít này lớn đấy. Đấy. Cây này là cây hoa bổng gấu nhớ chưa? Rồi đi ra đây bố tiếp xem cây đây. Cây xít. Đó à. Kia có màu xít. Không, đây mà. Nên ra đây cây gì đây? Đây là cây quất nha. Cây quất có hoa màu trắng. Đâu hoa màu trắng đâu. Đây này, đây là hoa đúng không? Hoa màu trắng thì quả. Con gì đấy? Đây là quả con, đây là quả màu xanh này, quả xanh bé bé này. Đấy, chưa? Mà cả đi vậy. Đây cũng là cây hồng này. Còn đây là cây đỗ. Cây đỗ này là, đây là cây đỗ nhỏ nó chưa có quả nhá. Nếu sau này nó có quả thì mình lấy cái quả đỗ mình luộc mình ăn đúng không? Đi ra đây bố cho xem cây ngoài này nữa nhá. Đây nhiều đỗ chưa? Đấy. Ôi giời ơi, cây này là cây cảnh rồi. Cây cảnh này này, cây xanh này để trồng làm cảnh đúng không? Cây này là cây sung này, gấu này nhìn này sung này. Cây sung này trường con cũng có cây này đúng không? Cây của ông có quả này, cây sung bé tí mà có quả này. Sung xanh, sung chín màu đỏ. Đây là cây mùng tơi này. Đấy, mùng tơi này. Ơi. Còn đây là cây cà chua các bạn nhé. Cà chua đây này. Đấy. Đây là quả cà chua xanh nhá. Cà chua chín nó sẽ có màu đỏ hoặc màu cam. Đây, màu đỏ đây. Cho các bạn xem nhé. Đấy, đây là quả cà chua chín. Quả này ăn được nhá. Ăn sống cũng được mà ăn chín cũng được. Còn đây là cái gì các bạn biết không? Đây là cây nhãn này, cây nhãn rất là cao. Cây này nó sẽ cho quả nhãn để mình ăn ấy. Quả nhãn ăn thì có cái hột màu đen. Còn đây là cây mít nha. Đấy. Đây là cây mít bé này. Vườn mít đây này. Đấy. Nhiều mít chưa? Đây đều là cây mít đấy. Cây này nó không có quả để quay. À đây có quả mít đây rồi. Các bạn xem quả mít nhá. Quả mít. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, đây là quả mít này. Đây là cây ớt. Cây ớt để làm gia vị nhá các bạn nhá. Đây có quả ớt xanh rồi. Đang tìm quả. Đấy, quả này, đấy. Quả ớt. Đây cũng cây ớt này các bạn này. Đấy, cây ớt này to hơn này. Đấy. Đố các bạn biết đây là cây gì? Đây là cây tía tô nhá. Cây tía tô này thì vừa để nấu ăn này, vừa để làm gia vị thuốc. Đây cây tía tô thì màu tím. Đây là cây gì? Đây là cây bèo tây, còn gọi là lục bình nhá. Cây lục bình này có hoa màu tím đẹp lắm. Đây có một cái bông hoa bạn này. Đấy các bạn nhìn nhá.
Cây hoa này mà nó mọc thành bông thì đẹp lắm. Đấy, hoa lục bình á. Còn đây là cây tre nhá. Cây tre thì sau này mình học sẽ có sự tích cây tre. Đấy. Đây là cây gì các bạn biết không? Đây là cây gói lá bánh. Tết là mình sẽ phải gói bánh chưng. Bánh chưng thì mình phải cần cây lá bánh này này. Đấy. Còn cây gì nữa không nhỉ? Cho các bạn xem nhé. Cây này thì cây lớn các bạn biết nhé. Cây này gọi là cây mùi tàu để nấu ăn nhá. Dép con đầu. Gấu đi ra đây với bố. Kìa. Ờ, đố chi ninh cây gì có quả kia, vàng vàng kia. Cây quất. Rồi, cháu nhắm mắt đoán được cơ mà. Cây gì nhau. Em quân tân trả lời ninh tinh thôi. Bố có xít ở trên. Đấy, ông có nhiều cây chưa? Bố cho quân đi chơi, vào trong cây gì? Cây bộ xít nó rơi đái vào đầu. Sau này cái cây nhãn này nó có quả bố cho về hái nhá. Đây cây mít. Cây, à? Cây nhãn này đây, cây nhãn mẹ đánh đu kia đây, đây này.